Em chào các anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ dẫn các anh chị và bạn cùng đi một vòng đường theo cái trục đường rầy xe lửa này và đi đến đường Huỳnh Văn Bánh, ga Hòa Hưng, nhà thờ Ba Chuông, để chúng ta xem những cái hình ảnh về cái cuộc sống hai bên nhà cửa ở bên ở cái đường rầy xe lửa này như thế nào ha. Thấy những cái cảnh rất là điều hiu cũ. Thường ở những cái đường rầy xe lửa này nè, nhà thì cảm thấy buồn lắm. Con đường này là con đường Mai Văn Ngọc, không biết ngày xưa có tên là gì nữa. Đây có chùa Quang Minh. Ngôi chùa này cũng rất là xưa cổ rồi. Mà được cái ở cái con đường này mát, mát mẻ lắm. Bánh kem cô chủ nhỏ. Đây cũng có nhiều cái hàng quán, những cái dịch vụ giặt ủi rồi. Bên đường phải này có cái bức tường rào sơn rất là đẹp. Nhưng mà không biết ở đây là nhà hay là cái gì đây. Đi thẳng đường này mình sẽ đi đến cái ga Hòa Hưng, đường Trần Văn Đang luôn. Đi theo cái đường rầy nha. Đây là đường Phan Văn Sĩ, đường Lê Văn Sĩ. Ngày xưa là đường Trương Minh Giảng đó. Ở đây có nhà thờ Ba Chuông. Tiếp tục đi thẳng theo cái đường rầy xe lửa này ha. Hình như ở đây ngày xưa người ta gọi là cống bà xếp đó. Nhưng mà em không hiểu cống bà xếp là bà đã tên xếp hay sao. Thì em không có rành cái khu này cho lắm. Nên thật ra cô chú anh chị xin cái comment nha. Sẵn một chuyến rong chơi ngày Chủ nhật cùng các anh chị và các bạn, chúng ta lạc bước đến những cái con đường mà trước giờ mình chưa có đi qua lần nào. Mỗi con đường đi qua thì em nhận lại được rất là nhiều cái comment của chú anh chị. Nhân đây thì em cũng xin cảm ơn đến các anh chị và bạn đã luôn đồng hành và quan tâm theo dõi. Trong suốt quá trình thực hiện video thì cũng không có tránh khỏi cái phần thiếu sót. Mong các anh chị bạn thông cảm bỏ qua và cho em những lời góp ý nha. Bên kia em ta thấy có cái đường nhỏ nhỏ để mình qua luôn nè.
bắt bà sếp. Cái nhà nhỏ nhỏ này là bắt bà sếp là sao tao không hiểu ta. Rồi chúng ta đi qua luôn, đợi xe vắng vắng rồi mình qua đường bên kia nha. Đường này là đường Hoàng Sa. Hoàng Sa cặp theo kênh Nhiêu Lộc. Rồi chúng ta qua đường thôi. Đó. Bà có xe dựng đây không qua được. Lùi lại thôi. Đường nhỏ không được, mình đi đường lớn thôi. Quẹo đường này. Thấy cái chú đó chạy ngược chiều, tưởng đâu là đường này một chiều, một chiều là bên tay phải nè. Rồi chúng ta quẹo trái nha, ở đây có chợ ve chai rất là nhiều luôn ở khu vực đường Hoàng Sa này. Ở đây chúng ta có cái đường cặp bên hông bờ đường rầy nữa rồi. Mình tiếp tục đi theo cái đường này nữa nha. Sớm này ve chai nhiều quá. Lúc nãy mình đi cái đoạn cầu Bình Lợi thì cũng có một sớm ve chai. Và cái đoạn này cũng có ve chai. Không hiểu tại sao cặp đường này xe lửa thì nó rất là nhiều dựa ve chai. Nhà ở đây mình nhìn thấy rất là buồn ha. Chúng ta qua đây là đường Trần Văn Đang rồi nè. Lần đầu tiên em đi cái cung đường này luôn. Rồi đây chúng ta hết đi được rồi. Còn bên đây nữa. Wow. Chúng ta tiếp tục qua đây luôn. Đây bán cơm. Chùa Bửu Long. Đây là đường Trần Văn Đang tiếp tục. Con đường này ngày xưa rất là nhỏ, như một con hẻm vậy đó. Nhưng mà bây giờ mở rộng ra được chút xíu rồi. Bề ngang khoảng chừng 4 mét, 4-5 mét. Ở đây mình thấy cũng còn rất nhiều nhà cấp 4, nhà tạm bợ. Sau lưng cái dãy nhà bên tay phải chúng ta đó là cái nhà ga
ga Hòa Hưng. Nơi đây ngày xưa có rất là nhiều quán nhậu về đêm, quán ốc. Bây giờ thì nhà mới xây lên cũng từ từ rồi. Rồi chúng ta thấy có một cái dãy nhà bên tay phải hơi bị nát nát một chút. Là dài nhất á, có những căn 2m, 3m. Chùa Viên Thông, thì lúc trước em cũng hay đi, tại vì lúc trước em cũng học cái trường gần đây này. Gần đây có cái trường giao thông Công Chánh, trường nằm trên đường trong cái hẻm đường Yên Đỗ ngày xưa, bây giờ là đường Lý Chính Thắng đó. Ngày xưa học ở đây cũng mấy năm. Tốt nghiệp xong cái học thêm một cái trường khác nữa, học cái ngành khác nữa là cái ngành vi tính bây giờ nè. Là bên tay phải này là ga, nhà ga Hòa Hưng, ga xe lửa, cái ga cũng rất là lớn. Ở đây nhìn qua nhìn thấy cảnh rất là cũ nát ha. Bên cạnh đó thì cũng có những ngôi nhà mới mọc lên. Bên đã phải những cái bức tường thành của ngày xưa. Đầu bên phải là sẽ có thấy cái đường vô nhà ga nè. Tôi thấy nhìn cái hình ảnh của nhà ga ngày xưa với ngày nay chắc cũng không có gì thay đổi nhiều ha. Chúng ta sẽ chạy một vòng vô nhà ga rồi mình sẽ kết thúc hành trình ngày hôm nay, đi cặp theo tuyến đường rầy xe lửa, đi ngang qua cái địa danh gọi là Cống Bà Xếp, nhưng mà em không hiểu Cống Bà Xếp là như thế nào. Mong các anh chị bạn cho em xin cái comment nha. Hình ảnh này mang tính chất cập nhật những cái sự đổi thay của Sài Gòn. Chúng ta thấy ga Sài Gòn nè, bên tay phải chúng ta nè. Rồi nếu hoành tra ra này mình sẽ ra đường Nguyễn Phúc Nguyên, có đường chuyên bán những cái gọi là gốm sứ rất là nhiều. Rồi, để tiện việc theo dõi và xem lại những video thì các anh chị bạn có thể bấm vào cái nút đỏ đăng ký subscribe và đánh cái chuông để khi có video mới thì các anh chị sẽ cập nhật nhanh hơn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi.